Vào mùa hè, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thời tiết khô hanh, gió phân Tây Nam hoạt động mạnh, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Tại tỉnh Phú Yên, lực lượng kiểm lâm đã chủ động kiểm tra và tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chúng tôi là rất là nhiều cách tuyên truyền. Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nắng nóng kéo dài, những cành nhánh khô khốc như thế này xuất hiện càng nhiều ở khu vực giáp ranh giữa rừng và nơi sản xuất của bà con. Nếu người dân sử dụng lửa thiếu kiểm soát, cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khó khăn lớn nhất của các địa phương trong việc bảo vệ rừng là vào mùa hè, nguy cơ cháy rất dễ xảy ra. Bởi diện tích canh tác hoa màu của người dân nằm tiếp giáp với rừng tự nhiên và rừng trồng. Vì vậy, kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô để có biện pháp phòng ngừa là công việc ưu tiên hàng đầu của các ngành có liên quan. Một số diện tích rừng tự nhiên thì và rừng trồng thì gần với diện tích sản xuất của bà con nhân dân, nên đây cũng là nguyên nhân dễ gây ra cháy. Cho nên là trong quá trình mà xây dựng phương án thì tập trung cho các cái điểm mà có nguy cơ cháy cao. Toàn tỉnh Phú Yên có gần 127.000 ha rừng tự nhiên và hơn 100.000 ha rừng trồng. Diện tích rừng lớn, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng của ngành kiểm lâm và các địa phương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong giai đoạn thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, cũng là lúc người dân thu hoạch rừng trồng. Cành nhánh khô còn lại sau khi thu hoạch sẽ là mối nguy dẫn đến cháy rừng ở mức cao. Vào mùa khô hàng năm, nắng nóng thật kéo dài, cho nên là việc là cháy là nó rất là dễ xảy ra. Cho nên là chúng tôi là cũng thường xuyên đi kiểm tra và để tuyên truyền cho nhân dân canh tác gần bên rừng á là phải là chú ý, không có được là đốt vào những ngày nắng nóng. Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên xác định phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô là việc hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ rừng. Do đó, từ nhiều năm nay, cứ bước vào mùa hè là chi cục kiểm lâm Phú Yên phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra và tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại 8 huyện thị xã có rừng trên địa bàn. Qua đó sẽ đưa ra những phương án tuyên truyền về bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng phù hợp với từng khu vực, từng địa phương. Xác định những hộ gia đình sản xuất gần rừng, sống dựa vào rừng là nhân tố giữ rừng tốt nhất, lực lượng kiểm lâm Phú Yên đã tập trung tuyên truyền phổ biến luật lâm nghiệp đến bà con. Đây là đợt đầu tiên trong năm 2023. Cán bộ của hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh tuyên truyền trực tiếp về bảo vệ rừng cho bà con. Điểm đến của các anh là Buôn Đất Mùi, xã Ea Trôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Nhân lực và thiết bị để triển khai buổi tuyên truyền trực tiếp như thế này không quá phức tạp. Chỉ với một chiếc loa, một bộ đèn chiếu và 4 nhân viên kiểm lâm đã có thể thực hiện được nhiều nội dung cho một lần tuyên truyền. Phổ biến một số cái mô hình về công tác phát triển lâm nghiệp cho các hộ gia đình để rồi tham gia khoan ban học tập. Cái thứ hai là về một số cái tác hại về phá rừng, do phá rừng, khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật là ảnh hưởng đến môi trường sống và môi trường của con người. Cái thứ ba đó là việc là phổ biến một số cái quy định về xử phạt hành vi cấm trong cái luật xử lý vi phạm hành chính và luật lâm nghiệp. Cái thứ tư đó là việc phổ biến một cái số chính sách đang thực hiện hiện nay đối với chính sách lâm nghiệp trong đối với hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn. Nếu như vào những ngày bình thường, lúc này là giờ nghỉ ngơi sau ngày làm việc của người dân ở Buôn Đất Mùi, nhưng hôm nay họ đã gác lại việc riêng để đến với nơi này. Hơn 70 người dân đại diện cho gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự buổi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng. Lần lượt các nội dung liên quan đến quản lý bảo vệ rừng đã được cán bộ kiểm lâm phổ biến đến bà con. Tác hại của việc mất rừng sẽ như thế nào? Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng như phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, gây cháy rừng hay lấn chiếm đất rừng sẽ bị xử lý ra sao? Bà con phần nào đã hiểu rõ khi tham dự buổi tuyên truyền này? Hạt kiểm lâm là tuyên truyền như thế này là bà con hiểu
là rất tốt để cho bà con sau này không có vi phạm. Chúng tôi mong muốn thứ nhất là nâng cao nhận thức vừa của người dân, vừa công tác quản lý bảo vệ rừng và tầm quan trọng của rừng. Thứ hai là cũng nâng cao cái trách nhiệm của hộ gia đình và cá nhân trong công tác là thực hiện quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhằm đỡ rồi thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước, rồi tăng thêm cái thu nhập của hộ gia đình thông qua các chính sách đang thực hiện như là tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, rồi thực hiện các chính sách đối với các cái vùng mà đồng bào thiểu số. Trong năm 2022, lực lượng kiểm lâm Phú Yên đã thực hiện hơn 240 lần tuyên truyền với gần 7.500 lượt người tham dự. Những lần tuyên truyền phổ biến pháp luật về lâm nghiệp do lực lượng kiểm lâm phổ biến đã nâng cao nhận thức cho bà con, góp phần hạn chế tình trạng cháy rừng do đốt nương làm rẫy, đồng thời làm giảm số vụ khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trong những năm gần đây. Công việc tuyên truyền phổ biến pháp luật để bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến các địa bàn miền núi được thực hiện thường xuyên hơn vào mùa hè. Việc làm này do đội kiểm lâm cơ động, chi cục kiểm lâm Phú Yên triển khai từ nhiều năm qua. Chỉ hai nhân viên kiểm lâm và một vài thiết bị phát thanh đơn giản, ngành kiểm lâm đã đưa ra được nhiều thông tin về chính sách, pháp luật về lâm nghiệp đến với đông đảo bà con. Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Mọi trường hợp sử dụng lửa trong rừng, gần rừng để dọn nương rẫy, dọn đồng ruộng, chuẩn bị đất trồng rừng, đốt trước mùa khô hanh hoặc dùng lửa về mục đích khác, người sử dụng lửa phải thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng là công tác thường xuyên hàng năm của đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chi cục kiểm lâm Phú Yên. Đội thường xuyên tổ chức đi theo kế hoạch đến các huyện trong toàn tỉnh tuyên truyền để cho bà con đồng bào hiểu được trách nhiệm cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu như một số các tuyên truyền trực tiếp còn phải tập trung người dân, thì các tuyên truyền lưu động qua loa phát thanh sẽ tiết kiệm được nhân lực, vật lực và không làm mất nhiều thời gian của bà con. Vào tháng 4 hàng năm trở đi, bà con vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Phú Yên thường được nghe tiếng phát thanh về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhiều hơn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, từ tháng 4 cho đến tháng 6, khoảng thời gian khô hanh, nắng nóng nhất trên địa bàn, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Do đó, đội kiểm lâm cơ động tăng cường thực hiện tuyên truyền lưu động với tần suất nhiều hơn. Bình quân mỗi tháng có 15 lượt tuyên truyền đến bà con đang sinh sống ở tất cả các xã có rừng. Mỗi lượt tuyên truyền đi đến ít nhất từ 2 đến 3 xã mỗi ngày. Chúng tôi là rất là nhiều cái cách tuyên truyền. Cái thứ nhất là tuyên truyền qua đài phát thanh của xã, cũng như là qua loa công cộng và anh em đi trực tiếp là đi gặp những người dân mà khu vực ở canh tác đó, nhắc nhở và tuyên truyền người ta để là người ta ý thức trong công tác vừa là quản lý bảo vệ rừng vừa phòng cháy chữa cháy rừng. Ở ba huyện miền núi là Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên, hầu hết diện tích canh tác hoa màu nằm xen kẽ với rừng trồng và rừng tự nhiên. Mùa hè là thời điểm bà con nông dân canh tác gần rừng làm cỏ, phát dọn nương rẫy. Cỏ và cành nhánh khô sau khi được phát dọn rất dễ bắt lửa, nếu không thu gom xử lý đúng cách thì đây là mối nguy gây ra cháy rừng. Lực lượng bảo vệ rừng ở địa bàn các xã nắm bắt và hiểu được những nguy cơ gây cháy làm tổn hại đến rừng trồng và rừng tự nhiên, nên đã thường xuyên gặp gỡ, nhắc nhở bà con thực hiện công tác bảo vệ rừng, nhất là dùng lửa có kiểm soát trong mùa nắng nóng để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong quá trình canh tác sản xuất hoa màu ở các vùng mà giáp rừng tự nhiên hoặc rừng sản xuất rừng trồng á, thì bà con khi phát dọn rồi cũng cố gắng xử lý thực bì rồi trong quá trình đốt lửa thì phải kiểm soát để khỏi cháy lan vào rừng. Bà con trong mùa nắng nóng đây là xử lý mọi cái ngọn lửa khi vào rừng thì bà con phải thực hiện theo, và đó là cái lợi ích trước mắt là của người dân mình. Bà con này phải cố gắng nha. Làm rẫy mía gần rừng thì mình chủ động phòng cháy chữa cháy là cao, cũng sợ cháy lan của nhà nước nên mình cũng đề phòng, mình cào ranh bài bản
nói chung là không để ảnh hưởng đến rừng thiên nhiên. Anh em kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa ấy, là thường xuyên cũng là xuống tuyên truyền cho bà con là phòng cháy chữa cháy, nói chung là bà con cũng cảnh giác. Theo lực lượng quản lý rừng phòng hộ ở các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, bà con trên địa bàn hầu hết sống dựa vào rừng. Mùa khô là mùa thu hoạch rừng trồng, cũng là lúc bà con tập trung phát dọn thực bì, nên nhân viên bảo vệ rừng đã tăng cường công tác kiểm tra và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng đến bà con. Ngoài việc thường xuyên đến các khu vực sản xuất để nhắc nhở bà con, lực lượng bảo vệ rừng còn thay phiên nhau gác ở cửa rừng để nhắc nhở và hướng dẫn bà con cách sử dụng lửa an toàn khi đi rừng. Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của toàn dân mình, thành ra mỗi người phải có một cái trách nhiệm chung trong đó. Khi đâu rồi đó? Chạm bò. Mình mày sử dụng lửa đâu á thì mình nên tắt đi nha, mình dập đi nha. Là nhiều khi trời nắng đây là cháy lan rồi. Sử dụng lửa trong rừng chưa hợp lý là điều hết sức lo ngại với lực lượng quản lý bảo vệ rừng và các chủ rừng. Và mùa khai thác rừng, đa số lao động khai thác rừng trồng đều ở lại và sinh hoạt trong rừng. Mỗi ngày họ sử dụng lửa để nấu ăn ít nhất 3 lần, nên nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên khuyến cáo, từ tháng 6 cho đến tháng 8 hàng năm là đỉnh điểm của nắng nóng. Nguy cơ cháy rừng luôn được dự báo ở mức cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, đòi hỏi các lực lượng liên quan, nhất là người lao động và các chủ rừng, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngành chức năng các địa phương có rừng tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy đến bà con để giảm thiểu tình trạng cháy rừng trong mùa nắng nóng.